Hello các bạn, hôm nay chúng ta đến bài 23 công cụ WordPad hoàn tất sản phẩm. Mục tiêu hoàn tất bài học này, các em biết cách tạo và lưu văn bản có gõ dấu tiếng Việt, biết mở văn bản đã lưu trong WordPad. Hoạt động 1. Lưu và mở văn bản. 1. Lưu văn bản. Từ màn hình WordPad, nhấp chuột vào biểu tượng hình chiếc đĩa để lưu văn bản. Bước 1. Chúng ta chọn nơi lưu. Bước 2. Chúng ta gõ tên tập tin. Bước 3. Chúng ta lấy chuột vào nút Save để lưu bài. Ví dụ 1. Từ màn hình WordPad, em hãy lưu tập tin với tên chú mèo vào desktop. Sau đó em hãy thoát khỏi WordPad. Đầu tiên chúng ta khởi động WordPad. Muốn khởi động WordPad, chúng ta lấy chuột vào nút Start, Unroll, Program, Accessor, Sorry, WordPad. Muốn lưu bài, chúng ta lấy chuột vào hình chiếc đĩa. Rồi nơi lưu là desktop. Chúng ta gõ vào tên tập tin là chú mèo. Lưu bài. Muốn thoát khỏi WordPad, chúng ta lấy chuột vào đây. Chọn chữ Exit. Ví dụ 2. Từ màn hình WordPad, em hãy lưu tập tin với tên chú chuột vào desktop. Sau đó em hãy thoát khỏi WordPad. Đầu tiên chúng ta khởi động WordPad. Muốn khởi động WordPad, chúng ta lấy chuột vào nút Start, Unroll, Program, Accessor, Sorry, WordPad. Muốn lưu bài, chúng ta lấy chuột vào hình chiếc đĩa. Chọn nơi lưu là desktop. Gõ tên tập tin vào đây, chú chuột. Sau đó chúng ta lấy nút lưu bài. Muốn thoát khỏi WordPad, chúng ta lấy chuột vào đây. Chọn chữ Exit. Số 2. Mở văn bản đã lưu. Từ màn hình WordPad, chọn lệnh Open. Đầu tiên chúng ta khởi động WordPad, sau đó lấy chữ Open. Chọn nơi lưu, chọn tên tập tin cần mở, lấy nút Open. Ví dụ 1. Từ màn hình WordPad, em hãy mở tập tin chú mèo đang được lưu trữ trên desktop. Sau đó em hãy thoát khỏi WordPad. Đầu tiên chúng ta khởi động WordPad. Muốn khởi động WordPad, chúng ta lấy chuột vào nút Start, Unroll RAM, Accessory, WordPad. Muốn mở tập tin, chúng ta lấy chuột vào đây. Chọn chữ Open. Click chuột vào desktop. Muốn mở tập tin chú mèo, chúng ta click chuột vào tên tập tin. Open. Như vậy là tập tin chú mèo đã được mở. Muốn thoát khỏi WordPad, chúng ta click chuột vào đây. Chọn chữ Exit. Ví dụ 2. Từ màn hình WordPad, em hãy mở tập tin chú chuột đang được lưu trữ trên desktop. Sau đó em hãy thoát khỏi WordPad. Đầu tiên chúng ta khởi động WordPad. Muốn khởi động WordPad, chúng ta lấy chuột vào nút Start, Unroll RAM, Accessory,
WordPad. Muốn mở tập tin, chúng ta lấy chuột vào đây, chọn chữ Open, lấy chuột vào Desktop, chúng ta lấy chuột vào tập tin chú chuột Open. Như vậy tập tin chú chuột đã được mở ra. Muốn thoát khỏi WordPad, chúng ta lấy chuột vào đây, Exit. Hoạt động 2, tự khám phá. Em hãy nhấp chuột vào biểu tượng hủy lệnh undo và cho biết WordPad được phép hủy bao nhiêu lệnh đã sử dụng trước đó. Ví dụ, từ màn hình WordPad, em hãy lưu tập tin với tên A, B, C, D, E, F vào desktop. Sau đó, nhập vào nội dung sau A, B, C, D, E, F. Câu 1, em hãy định dạng lần lượt như sau: chữ A in đậm, chữ B in nhiên, chữ C gạch chân, chữ D in đậm, chữ E in nhiên, chữ F gạch chân, chữ A màu đỏ, chữ B màu cam, chữ C màu vàng, chữ D màu xanh lá, chữ E màu xanh dương, chữ F màu tím. Câu 2, em hãy nhấp chuột vào biểu tượng hủy lệnh undo và cho biết WordPad được phép hủy bao nhiêu lệnh đã sử dụng trước đó. Để khởi động WordPad, chúng ta lấy chuột vào nút Start, Control RAM, Accessory, WordPad. WordPad đã được khởi động. Muốn lưu bài, chúng ta lấy chuột vào hình chiếc đĩa mềm, lưu trên desktop. File name, chúng ta gõ tên tập tin vào đây, A, B, C, D, E, F. Chúng ta lấy nút lưu bài. Như vậy, tập tin đã được lưu. Nếu chúng ta muốn phóng to thu nhỏ màn hình thì chúng ta lấy chuột vào thẻ View, lấy chuột vào hình kính lúp có dấu cộng để phóng to màn hình. Nếu chúng ta lấy chuột vào hình kính lúp có dấu trừ để thu nhỏ màn hình, lấy chuột vào hình kính lúp có dấu cộng để phóng to màn hình, lấy chuột vào hình kính lúp có dấu trừ để thu nhỏ màn hình. Rồi chúng ta quay về thẻ Home, gõ vào A, B, C, D, E, F, Enter. Muốn định dạng, chúng ta phải chọn chữ A in đậm. Muốn định dạng chữ nào, chúng ta chọn chữ đó. Chữ B in nghiêng, chữ C gạch chân, chữ D in đậm, chữ E in nghiêng, chữ F gạch chân, chữ A màu đỏ, chữ B màu cam, chữ C màu vàng, chữ D màu xanh lá, chữ E màu xanh dương, chữ F màu tím. Như vậy là chúng ta đã định dạng xong. Công việc của chúng ta là tìm hiểu nút hủy lệnh undo. Chúng ta click vào đây nha, xem chuyện gì xảy ra. Undo nè. Khi chúng ta click chuột vào nút undo là nút hủy lệnh thì sẽ trở lại màn hình giống như ban đầu. Rồi chúng ta tìm hiểu nút
redo nha. Hôm nay công việc của chúng ta là tìm hiểu hai nút lệnh undo và redo. Undo nó quay lại, rồi redo nha. Rồi trước khi kết thúc, chúng ta lấy chuột vào hình chiếc đĩa mềm để lưu bài. Muốn thoát khỏi quạt bát, chúng ta lấy chuột vào đây, chọn chữ Exit.